Các bạn ơi, các bạn nhìn này. Các bạn thấy không? Đây là một khu rừng và khu rừng này có rất là nhiều thú luôn các bạn ạ. Đấy, mình đã nhìn thấy một con gì rồi đấy các bạn nhỉ? Đây là con gì đấy các bạn ơi? Con này là một em bò sữa này các bạn này. Đấy, một em bò sữa khá là đẹp luôn. Mình cho vào giỏ các bạn nhá. Đấy, mình cho vào giỏ này. Tiếp đến là em gì đây các bạn ơi? Đây là em trứng khủng long này các bạn này. Em trứng khủng long này là một em trứng khủng long khá là đẹp luôn, có cái cổ rất là dài luôn các bạn ạ. Đấy. Con này là con khủng long gì các bạn biết không? Đây là con khủng long bạo chúa đấy các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn thấy đẹp không? Rồi, mình cho vào giỏ này. Tiếp đến là một bé gì đấy các bạn nhỉ? Bé này là bé ngựa đúng không các bạn? Đấy, một em bé ngựa rất là đẹp luôn. Đấy, mình cho vào giỏ tiếp nhá. Mình đi nhìn xem có bạn đồ chơi nào khác không. Wow, chà chà. Các bạn ơi, các bạn, đây có một bé đồ chơi này các bạn này. Bé đồ chơi này là bé đồ chơi gì đấy các bạn? Wow, bé đồ chơi này đang chở sỏi này các bạn này. Đấy, mình đổ sỏi đi nhá. Wow, bé đồ chơi này là bé đồ chơi màu vàng. Và bé đồ chơi này là bé ô tô các bạn ạ. Đấy, ô tô này ô tô màu xanh với vàng các bạn nhá. Mình cho tiếp vào giỏ này các bạn này. Rồi, để mình đi tìm xem được bạn đồ chơi nào nữa không nào. Wow, chà chà, các bạn ơi. Các bạn, một em máy múc luôn. Em máy múc này đang múc nước luôn các bạn ạ. Đấy, múc được nước này, mình múc nước các bạn xem nhá. Wow, đây. Wow, ngạc nhiên chưa các bạn? Đấy, mình múc này. Wow, đổ luôn, tắm luôn này. Tắm luôn cho máy múc này, máy múc tự tắm luôn cho mình này. Đấy, wow, đẹp quá. Đấy, mình cho bạn máy múc này vào giỏ tiếp các bạn nhá. Đấy, để mình đi kiếm bạn đồ chơi tiếp theo. Xem được bạn đồ chơi gì nữa không các bạn ạ. Wow, tiếp theo các bạn nào. Wow, cái gì đấy các bạn ơi? Cái này, đây suối đấy các bạn này. Đó, đẹp chưa các bạn? Wow, chà chà. Tình hình nào xem nào. Wow, một bạn đồ chơi luôn các bạn ạ. Đây bạn đồ chơi này, bạn đồ chơi gì đấy các bạn nhở? Xem nào. Wow, đây rồi các bạn ơi. Các bạn, một em máy múc luôn các bạn ạ. Đấy, em máy múc này, một em máy múc đầu xanh các bạn nhá. Nhìn rất đẹp luôn. Đấy, còn điều khiển được đấy các bạn này. Đấy, wow, múc này. Ok, mình cho bạn máy múc này vào giỏ các bạn nhá. Đấy, để mình đi kiếm tiếp bạn đồ chơi tiếp theo xem được bạn đồ chơi nào không các bạn nhỉ. Wow, kia các bạn ơi. Các bạn, đây có một em đồ chơi nữa này các bạn này. Đấy, em đồ chơi này là em đồ chơi ô tô mini này các bạn này. Đấy, ô tô mini này màu xanh các bạn nhá. Tiếp đến là một em siêu xe này. Em này là em Lamborghini các bạn ạ. Đấy, em này là em xe nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài về đấy các bạn ạ. Đấy, rồi ok. Mình cho vào giỏ các bạn nhá. Đấy, hôm nay mình chỉ tìm đồ chơi đến đây thôi các bạn nhá. Đấy, mình được khá là nhiều đồ chơi rồi các bạn ạ. Mình chào các bạn nhá.